Chư Tổ mới dặn mình một câu nè: tu mà không học thêm lớn vô minh. Tu mà không học gì hết thì vô minh, càng tu càng vô minh. Học mà không tu thêm lớn tà kiến. Học nhiều mà không tu thì học không tu thì là không biết uyển chuyển, tùy duyên ứng xử, lúc nào bỏ lúc nào nắm, thì càng sống với Phật pháp nhưng mà không có thấm nhuần gì hết. Cho nên mỗi ngày cũng tự quy y Phật theo bài bản, nhưng mà thật sự ra chất Phật không tự sinh, chất pháp không tự sinh, chất tăng không tự sinh, thì làm sao mình tụng cái bài nó lên được. Tự quy y Phật là phải trở về với Đức Phật giác ngộ nơi mình, mà Đức Phật này thì tỉnh giác vô cùng. Tự quy y pháp là pháp này có đầy đủ từ bi trí tuệ, hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Tự quy y tăng là bản chất sống thanh tịnh hòa hợp, ngày nào cũng tụng mà cái chất đó nó không ra. Cho nên đó, mình tụng tụng kinh tốt, tụng cần cần tụng. Có nhiều vị nói thôi tụng không hiểu tụng chi, tại mình không hiểu chứ đâu phải tại kinh dở. Vừa rồi Pháp Hòa đang dạy một cái lớp mấy em nhỏ, thì có một em nó mới phát biểu, nó mới nói: bạch thầy, con sở dĩ con tụng kinh con không tha thiết với lời kinh là tại con không hiểu gì hết. Pháp Hòa mới nói: không phải mình con không hiểu đâu, mà nhiều người lớn hơn con, tiếng Việt giỏi hơn con, mà tụng cũng ào ào mà cũng có hiểu gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì lời kinh thì luôn luôn chứa đựng những cái áo nghĩa thâm trầm trong đó. Người tu, chúng ta tiếp nhận lời kinh xong chúng ta vận dụng, chúng ta quán chiếu tư duy để lời kinh nó sáng ở trong lòng mình. Mà khi tự mình sáng ra, hay là tự mình hiểu ra, hoặc là có ai đó giải thích cho mình hiểu ra, mình nhớ dai lắm. Quý vị thấy thường thường kinh nghiệm mình lái xe, chính đương sự lái xe có đi lạc, đương sự sẽ nhớ đường nhiều. Phần lớn người ngồi không bao giờ lái mà làm tài xế không à. Sao không quẹo ngã này? Sao không đi vậy? Trời ơi, đi vậy là trật hết. Ngồi bên không lái mà cứ lái cái ông tài xế. Không? Có không? Thành nữ là mình có phải thấy mình không? Tu hành cũng thế, mình thì không tự ứng dụng mà thấy ai làm trật là mình điểm hết á. Bà đó đi chùa sai, anh nọ đi chùa trật, mà rốt cuộc mình quên mình cũng trật lất à. Không? Có ba người đệ tử phát nguyện với nhau ngồi thiền và nói một là: nếu ai trong chúng ta mà la lên trước, nói chuyện trước là người đó thua. Đang ngồi ba người vậy thì có một cái đèn thấp đó, cái gió nó thổi vô cái đèn tắt, cái có thầy thứ nhất có thể sợ ma, có thể nói ma. Cái ông thầy thứ hai ông ngồi nói: anh la trước nghe, không phải tôi à. Ông thứ ba ông nói: hàng bay nói trước tao nín à. Rốt cuộc mấy người nói? Cả ba người nói. Mình có kiểu đó không? À. Cho nên á, cái bài kinh Chư Tổ đã sắp xếp nó rất hay. Đầu tiên vô á, theo bài bản đó là mình làm cái gì? Án lam cái đã. Theo như mình mở nghi thức á, án lam, án lam, án lam. Tu rị ma ha, tu rị. Án ta phạ bà, phạ thuật đà, ta phạ đạt ma, ta phạ bà, phạ thuật độ hán. Tịnh pháp giới chơn ngôn, tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn, tịnh tam nghiệp chơn ngôn. Pháp giới là gì? Là cảnh vật xung quanh mình phải yên tĩnh. Cho nên tụng kinh á, đừng có sợ miss call. Đi tụng kinh mà cầm cái phone để kế bên, lật xuống á, thì sợ không đọc được số. Lật lên để đang tụng mà nó reo ngó coi ai vậy. Mà hãy đúng người của mình cái bắt lên: chị, lát em gọi chị nghe, em đang bận tụng kinh. Có không? À, em nói là có hết. Cái đó là chưa tịnh pháp giới nha.
Khi mình tụng kinh là phải tịnh pháp giới bằng cách nào? Cất cái phone đi. Đang nguyện hương á, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Tiếng toan mở cửa con, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Cái đó là tập khí, chứ không phải. Cái này Pháp Hòa nói để đại chúng thấy thế nào Phật gọi là tập khí. Cái đó không tội lỗi gì, nhưng mà chúng ta tu là chúng ta phải quán chiếu thấy được cái tập khí của mình. Đó. Cái tập khí của mình là có gì động tịnh là có mình nè. Cho nên người Việt Nam nói coi nó vậy chứ chỗ nào động dao động thất là có nó đó. Thưa đại chúng, cái tịnh pháp giới là gì? Ngoài cái ý nghĩa là mình tụng cái ra câu đó là làm cho cái chỗ mình tụng kinh nó được thanh lương trong sạch. Nhưng mà tịnh pháp giới có nghĩa là sâu sắc hơn á, là chúng ta phải chuẩn bị cho một mình một cái hoàn cảnh tụng kinh cho nó nghiêm túc. Khi chúng ta tụng kinh, tức là chúng ta muốn trang nghiêm. Thí dụ bây giờ thầy trụ trì đang đứng nguyện hương vậy mà nghe người ta bấm chuông mà thầy nói sao mấy chú đi mở cửa cái mình đứng mình dưới này mình nói sao trời, thầy trụ trì sao thấy không có nghiêm túc gì hết trơn vậy, phải không nè? Cho nên á, thí dụ như thầy đang thầy tới thầy cầu siêu cho gia đình người thân của mình rồi, thầy đang tụng kinh cái tự nhiên cái thầy nhớ trực gì đó cái thầy nói đi ra cốp xe lấy đó vô giùm thầy, cái thầy nguyện hương linh trực giảng tây phương, cái mình nói ủa sao thầy tụng kinh mà thầy bị không có nghiêm túc, là pháp giới tịnh chưa có. Cho nên ở đây á, là mình phải chuẩn bị cho mình một cái hoàn cảnh tụng kinh cho nghiêm túc. Cất cái phone đi, không có sao hết. Mấy chục năm nói phone rồi, bây giờ có một tiếng không nói, có răng mô. Cho nên tịnh pháp giới chân ngôn. Thưa đại chúng, hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái nghiệp là đang tụng kinh là mấy đứa nhỏ hàng xóm nó hay tới nó quấy rầy, mà lúc đó cái tánh mình nóng lắm. Pháp Hòa đang tụng kinh nè, nó tới nó chọc, nó nói cốc cốc bon bon, cốc cốc ben ben, ai ăn chè đậu đen mau mua vô 5 đồng một chén. Đang tụng kinh vậy mà mình cầm cái khánh mình nhá nó liền. Ý mình muốn nói gì? Mày đi chỗ khác nha mày. Đang tụng kinh mà cầm cái khánh mà nhá nó vậy nè. Pháp Hòa nhớ có cái em, cái đứa hàng xóm Pháp Hòa, bữa đó Pháp Hòa đang tụng kinh Vu Lan, Pháp Hòa còn nhớ đó. Đang tụng kinh Vu Lan vậy có nó đeo cái bánh tráng sữa đó, nó vô nó ngồi ăn bên cạnh mình đó. Trời đất ơi, mình chịu đâu có nổi. Đang tụng vậy, một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông. Nó đang nghe, em mày cho tao miếng rồi mày. Nhưng mà hồi nhỏ vậy đó, nhưng mà những cái đó nó kỷ niệm lắm. Quý vị biết ở nhà Pháp Hòa có cái số dĩa nhỏ nhỏ này nhiều lắm, mà mỗi lần tụng kinh là cầm nguyên một chồng đi theo, để đứa nào mà nó chọc là lấy dĩa phan hết. Phan riết nhà hết dĩa cái hết phan. Cho nên khi nhà mà hết dĩa là tự nhiên nghiệp mình nó cũng hết. Tại vì mình hết cái gì để phan thì cái nghiệp nóng giận mình hết theo. Cho nên thưa đại chúng, khi mình tu cái khó nó đến với mình, đừng có buồn, đừng có nản. Cứ một cái nó đến là mình biết cái này nó hết. Quý hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên á, phước mà hết thì nghiệp sẽ sanh, mà nghiệp hết thì phước sẽ tới. Con người mình sống có hai phần, một là phước, hai là nghiệp. Quý vị nghĩ có phải không? Mình mà ví dụ nhà mình đang phước, đang ấm êm hạnh phúc, thì đa số cái ấm em hạnh phúc cái nó làm cho mình lười tu. Mà hễ mình lười tu một cái thì mình lười cảnh tỉnh cái thì sao? Nghiệp nó tới.
Cho nên người mình sống, thí dụ nè, nghiệp mình mang bệnh, nhưng mà trong cái nghiệp bệnh nó còn chút phước là có bác sĩ, có thuốc chữa cho mình, thì phải không có buồn. Tuy mình trả nghiệp bệnh nhưng mà mình vẫn còn chút phước. Thì khi mình đang chữa bệnh, đừng có quạnh hẹ, đừng có câu có, đừng có hà, đừng có nạt nộ y tá, bác sĩ, để gieo cái phước. Mình đã bị một cái nghiệp là bệnh, nhưng mà được còn chút phước là có bác sĩ, y tá chăm sóc mình, mà mình cứ la hét người này mình khó khăn với người kia thì nó tổn giảm. Cho nên trong cuộc sống của mình, mình có phước làm chủ, nhưng đừng có tổn giảm cái phước đó bằng cách là la người làm. Cho nên mình làm chủ thì dễ, mà làm chủ tâm mình thì khó. Mình làm chủ cái nhà hàng dễ lắm, nhưng mình làm chủ cái chức boss của mình, cái chức chủ của mình mới nguy hiểm. Cho nên nếu mình có phước làm chủ mà không khéo, tổn phước trong đời sống hàng ngày. Cho hồi sáng Pháp Hòa có nhắc đại chúng một câu đó: bán cú phi ngôn, năng tổn bình sanh chi đức. Nửa lời sai quấy, có khả năng tổn giảm cái đức của mình hàng ngày. Mình có cái phước làm chủ thì mình biết là người ta hiện cái tướng làm người làm để mình được cái chức chủ, nhưng mà người ta cũng được làm chủ đó. Người ta làm chủ nhà của người ta, bất quá người ta vô đây ở một hoàn cảnh khác, thì người ta để mình làm chủ tiệm mà người ta làm người làm. Chứ nghĩ cho cùng thì thế gian này ai không được làm chủ đâu, ai cũng có chủ, ai cũng được làm chủ hết. Giống như Pháp Hòa qua đây á, là Pháp Hòa là khách, nhưng Pháp Hòa về chùa Pháp Hòa là gì? Chủ chùa. Nhưng mà Pháp Hòa làm khách, nhưng mà nếu cái khóa lễ Pháp Hòa bước ra đây thì Pháp Hòa làm chủ, chủ lễ. Quý vị thấy không? Cho nên ai cũng được làm chủ. Nếu mình có phước mình làm chủ thì mình đừng làm tổn cái phước đó, mà hãy thương người làm. Còn nếu mà họ nói gì sai, họ làm không đúng, thì mình lời dùng cái lời nhỏ nhẹ mình nói, quá lắm thì mình rầy một hai câu. Nhưng mà cái gì đáng mình hãy nói rầy, còn cái gì không đáng. Tại vì thật sự ra một lời nói không lành nó phát ra thì tức là cái tâm mình đã tổn giảm. Bởi vì tâm có sân có giận mới phát ra lời nóng tính, nóng máy. Cho nên mình tu là để làm cho cái tâm mình nó hiền. Mà có những lúc á, hiền không nổi, nhưng mà hiền được thì gọi là như. Cho nên hiền như đó. Chữ như là gì? Ở chữ như này không có nghĩa là like, giống, mà chữ như này là bất động, từ chữ Như Lai đó. Như là bất động, lai là biến đổi. Đời có biến đổi nhưng tâm mình phải như, gọi là Như Lai. Cho nên mình mới ca ngợi Đức Phật. Phật là Đức Như Lai. Bởi vì sao? Ngài rõ. Ngài ngồi đó mà Ngài rõ hết á. Khi mình mà có bệnh, có hoạn, có tật, có nạn gì, mình tha thiết lắm, hít hà dữ lắm. Nhưng mà mình bớt bệnh, bớt nạn rồi mình cũng lơi lơi. Tại vì cái tập khí chúng sanh mình. Hồi nãy Pháp Hòa nói cái tập khí đó. Tập khí là cái thói quen của mình, chứ không có tội lỗi gì hết, nhưng mà thói quen. Cho nên mình tu là để mình chuyển cái tập khí đó. Thí dụ ha, mình có cái tập khí là chửi thề. Mới đầu hồi nhỏ tới lớn mình không có chửi, nhưng mà mình thấy hàng xóm người ta nói cái mình cũng bắt đầu một câu, hai câu, ba câu, nó riết cái nó thành có thói quen. Tập khí là danh từ Phật giáo, nói theo tiếng ngoài đời là thói quen hay là cái tật. Mà tu là để thắng cái tật, chữa cái bệnh. Bệnh là do cảm mạo mà nó tới, còn tật thì nhiều khi nó lâu đời. Cho nên ta kêu bệnh tật đó.
Bệnh thì có thuốc chữa dễ mà tật thì phải chuyển hóa từ từ. Người có tật thì phải tập. Người ta ví dụ như nói người đó có tật cái chân thì phải tập đi. Không, mà bệnh thì uống thuốc hết. Cho nên chúng sanh mình bệnh thì ít mà tật thì nhiều. Mà tu là để chữa cái tật. Cái tật của mình là tật phan duyên. Quý vị biết chữ phan duyên không? Phan là mình phóng theo. Duyên là bao nhiêu cái cảnh bên ngoài. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa ngồi đây và nói chuyện cho quý vị hướng về Pháp Hòa. Nhưng mà hễ ngoài kia cái râm cái ngó ra liền. Phan duyên. Mình là hay có cái đó. Cho nên á, khi mình niệm Phật, trong khi mình đang niệm Phật, thỉnh thoảng có cái khác nó xen vô. Thí dụ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, bấm hột chuỗi. Nam Mô Di Đà Phật, bấm hột chuỗi. Cái tự nhiên nó khác nó xen vô. Nó nói Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra cái đó cũng là niệm, nhưng mà nó không đúng với cái mình đã quy định là đang niệm Di Đà. Nhưng mà để cho mình thuần á, thì mình không nhất thiết phải niệm nhiều danh hiệu. Một danh hiệu nào mình chọn. Để chi? Để cho nó thuần một niệm đó. Gọi là nhất niệm. Nhất niệm có hai ý. Một là chọn một niệm để mình tụng. Hai á, là khi mình niệm chỉ một tâm đó chứ không tâm khác. Dù cái tâm đó lành nhưng mà nó vẫn gọi là vọng. Bởi nó không đúng cái mình đang làm. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa đang nói chuyện với quý vị đây. Ê, tự nhiên Pháp Hòa ngó ra cái gì đó, cái Pháp Hòa thấy gì đó, cái tâm mình nó phóng ra ngoài đó, cái là tự nhiên mình cái câu mình muốn nói nó mất ý, là phan duyên. Cái tật của mình là tật phan duyên. Nhiều tập khí lắm. Rồi mà tịnh pháp giới chân ngôn, cho nên tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Tịnh tam nghiệp chân ngôn là tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. Đó là dạo thôi nha, rồi bắt đầu mới đi vô. Đi vô cái bắt đầu mình cầm cái hương lên mình nguyện hương. Phật tử nguyện hương sao? Khi mình cầm cái hương á là mình phải cầm vầy nè. Chứ không phải cầm vầy. Cầm cái hương cầm vầy nè. Cái này là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Cho mình cầm vậy, thế gì mình muốn đem cây hương này cúng khắp, cho nên mình cầm vậy đó. Còn khi mình chắp tay mà chắp tay trang nghiêm để trước ngực cũng là một cái ấn. Ấn này Mật giáo gọi là ấn phổ lễ. Thấy không? Phật, quý vị thấy Phật ngồi Phật để cái tay vậy không? Cái đó gọi là ấn hàng ma. Cho nên đều là ấn hết á. Thế qua hỏi quý vị ăn cơm ngon không? Đây, ấn number one. Hỏi tôi nấu ăn được không? Ấn dở ẹt. Ấn hết á. Cho nên á, mình thắp cây hương lên á, mình cầm thì nhớ là cây hương này á phải cao hơn cái nơi miệng của mình. Để khi mình thở đó, cái hơi hơi trong miệng mình nó không làm ô uế cái hương thì mình đủ thanh tịnh cúng dường. Cho nên cầm cái hương cao hơn cái tầm miệng của mình. Rồi mình mới đọc cái bài nguyện hương. Để mình đem cái thường thường tụng kinh đó, là cái hương làm cái tiêu chuẩn đầu tiên. Ý muốn nói là bây giờ hương xong làm cho cả cái pháp giới này bây giờ sao? Thanh tịnh, thơm tho, thì đừng có tạp niệm gì nữa hết, tụng kinh thôi. Quý vị đừng có lo cái chuyện bắt phone và dặn con cái. Thí dụ mẹ đang tụng kinh, ba đang tụng kinh, ai gọi thì nhớ nói là mẹ con đang bận tụng kinh, không có được tới tới mẹ có phone. Thí dụ vậy. Cho nên tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp là mở đầu. Rồi bắt đầu chúng ta nguyện hương và đảnh lễ. Thật ra khi chúng ta đảnh lễ một câu là đã đủ. Thí dụ câu này: Nam mô tận hư không, biến pháp giới hóa hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Câu đó là đủ Phật pháp tăng rồi, phải không? Nhưng mà chư tổ làm thêm để chúng ta đủ ba lễ.
Cho nên mới lễ cả Ta Bà giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca, rồi Tây Phương giáo chủ A Di Đà. Mà thưa đại chúng, ba câu đảnh lễ đó đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, không có Phật giáo nào có. Phật giáo Trung Hoa không có, vô tụng bình thường. Còn Phật giáo Việt Nam, trước khi mình làm lễ bất cứ lễ gì, chuyện đầu tiên là phải trình diện thân tâm mình trước chư Phật đảnh lễ. Đặc biệt bởi vì sao? Khi chúng ta đảnh lễ như vậy là chúng ta có cảm giác là Phật, Bồ Tát, tất cả thánh hiền ở Linh Sơn Hải Hội. Cho nên mình mới tụng Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát đó. Rồi cái câu là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát đó. Bởi vì Bồ Tát nhiều quá, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng là ba vị tiêu biểu. Cuối cùng đông quá con nói không hết. Thôi con đụng một câu nghe. Thanh tịnh đại hải chúng là các vị Bồ Tát đông, rất là đông, nhiều, thật là nhiều, nhiều như biển cả, mà vị nào cũng đều là thanh tịnh hết. Cho nên mới gọi là thanh tịnh đại hải chúng. Chúng là số đông. Các vị Bồ Tát này rất thanh tịnh và đông nhiều như biển cả. Đảnh lễ một câu đó. Sau cái ba cái câu đó rồi thì bắt đầu khai chuông mở, bắt đầu tụng. Cho nên thí dụ tại sao kinh hàng ngày á, hàng ngày mình tụng kinh á, mình lược cái phần nguyện hương, không cần nguyện hương mỗi ngày. Tụng kinh hàng ngày mình bắt đầu từ chỗ đảnh lễ thôi. Thỉnh ba tiếng chuông xong đứng trang nghiêm, đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, rồi đảnh lễ, không cần nguyện hương nữa. Tại vì khi mình khai chuông mở đó là mình đã tụng cái bài lưu hương xạ nhiệt rồi. Nó cũng tương đương với cái bài mà nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vậy. Cho nên mình lược bớt hai câu. Cho nên hàng ngày mình tụng không, mình lược cái phần nguyện hương, lược cái phần kỳ nguyện để mình tụng ở phía sau phục nguyện được rồi. Còn khi nào một cái lễ lớn như là Phật Đản, Vu Lan, để cho trang trọng buổi lễ thì chúng ta làm đủ hai phần nguyện hương vân vân. Còn ngày thường mình tụng kinh mình lược, bắt đầu từ đảnh lễ thôi. Đảnh lễ cúng hương xong rồi liền tụng một bài gì? Chú Đại Bi. Có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ thầy con tụng chú Đại Bi được không? Pháp Hòa nói giỡn. Pháp Hòa nói nếu mà anh thì anh tụng chú Đại Bi, còn vợ anh thì tụng thím Đại Bi. Anh nói sao kỳ, nói chú thím giống nhau. Mà mình ngộ lắm nha, mấy cái như vậy nhớ dai lắm. Là hồi nhỏ mà ta chỉ mình có một câu thôi: hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông theo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ là mình nhớ liền. Cho mình biết cái tập khí của mình á, cái gì dở dở là mau hấp thụ lắm, còn cái gì mà lành thiện đàng hoàng là mình học lâu lắm. Để ý coi, ví dụ như Phật dạy mình, khi quý thầy mà giảng nói gì xong cái mình nói y giáo phụng hành, không biết nhớ làm sao, nói y giáo lộng hành, y giáo lộng hành. Tại sao phải tụng Đại Bi? Mở đầu cái câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con tụng một thời kinh này là con tụng bằng cả trái tim từ bi của con. Tại vì nhất định trong bản kinh này con cầu an cho ai đó và con cầu siêu cho ai đó. Con đến nhà đó con an vị Phật, con cũng muốn gia đình đó cũng được an ổn, vân vân. Cho nên mình phải làm việc gì cũng phải bằng tấm lòng từ bi của mình thì việc đó mới thành được. Mà dù nó không thành cũng không có gì hối hận, tại vì mình đã làm bằng trọn vẹn trái tim từ bi của mình. Bây giờ mình đem thân tâm mình hội nhập vào Pháp hội Đại Bi của chư Phật. Cho nên nói Nam Mô Đại Bi. Bi này không phải thường mà là Đại Bi. Chữ đại có ba nghĩa: nhiều lớn gọi đại, hiếm quý kêu đại, thù thắng kêu đại.
vượt hơn tất cả bình thường là đại. Cho nên là đại bi, hội thượng Phật Bồ Tát, thì cái đại bi này không phải là thường. Mới tụng cái câu thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm. Nếu mình đã có tâm Đà La Ni thì nhất định sẽ vô ngại tất cả. Cho nên làm việc gì chúng ta cứ nhớ, chỉ cần mình có tấm lòng thiên thủ thiên nhãn thì không có ngăn ngại mình được. Tụng đại bi xong rồi, tụng bài kệ khai kinh để nhắc nhở mình. Trước khi mình tụng bản kinh này thì mình phải hiểu rằng đạo lý trong này sâu sắc lắm đó. Không phải bình thường như mình tụng những cái câu bình thường vậy đâu. Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Ví dụ như là trong kinh nói người nào có bệnh tật phải lấy hương, hoa, gì nữa? Nước, đèn, nhang, phải không? Hương, hoa, nước, đèn, nhang. Cúng Phật, Phật phù hộ cho. Năm món cúng dường cho Phật. Năm món đó là gì? Là được cúng Phật phù hộ. Hãy lấy mắt, tai, mũi, miệng, thân mà cúng dường Phật. Trên năm cái món mình cúng hàng ngày đó, hương, nước, nhang, đèn đó là tượng trưng cho ngũ căn của mình. Bây giờ con cúng dường cho Phật năm loại này trên bàn thờ đủ không? Có đèn không? Có nhang không? Có nước không? Có hoa không? Có trái cây không? Có. Thì năm trên bàn thờ đủ năm cái đó thì chúng ta hãy đem mắt, tai, mũi, miệng cúng hết cho Phật đi, đừng phân tâm đâu nữa hết. Khi mình tụng kinh là ngũ phần rồi đó. Muốn mấy màu cũng được hết. Technicolor. Quý vị đừng, hồi xưa người ta hay kêu ngũ quả. Cái đó khác nữa. Tại vì người ta, cái ngũ quả của người ta chỉ có cái ý là cầu cho sung túc. Cho nên người ta phải cúng mãn cầu, xoài, đủ xài gì đó. Mà bây giờ thiếu thì cứ lấy chôm chôm nhét vô, gọi là chôm vừa đủ xài. Và quý vị thấy mình cúng vậy chứ mình có tính toán hết á. Nhưng mà trong Phật giáo chỉ mình á, khi mình muốn an. Tại sao mình bất an? Tại vì con mắt mình thấy là mình phải nói. Cái lỗ tai mình nghe là mình phải nói. Cái mũi mình ngửi là mình phải nói. Cho nên hàng ngày năm cái này nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó xúc chạm là cái miệng nó nói. Mà nói mà không cần biết à. Không cần biết cảm giác của người khác. Không cần biết trên dưới là ai. Ưng là cứ nói mà nó riết như vậy cứ sanh nghiệp tối ngày. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ mình tụng, mình cúng đó. Nói muốn người nào hết, muốn tai nạn thì cúng cái đó. Tai nạn đó là gì? Sở dĩ mình cứ vậy hoài thì nạn tai nó tới. Khi mà mình đem mắt, tai, mũi, miệng mình cẩn trọng trước khi mình nói thì làm gì có nạn có tai. Đó là thâm nghĩa. Quý vị hiểu ý như vậy. Rồi trong kinh nói á, lúc bấy giờ Bồ Tát kia muốn nói điều đó liền nương sức oai thần của Bồ Tát nọ. Nhớ không? Trong kinh hay nói Bồ Tát này nương oai thần Bồ Tát kia. Nghĩa là Bồ Tát mà còn phải nương oai thần với nhau thì mình là gì? Nó tôi cũng cần anh, tôi cũng cần chị, phải không? Mình sống mình phải nương nhau. Cho nên mỗi lần mình lặt rau đó, nó có cái bài kệ lặt rau. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Đó là bài kệ nhắc nhở cho mình. Quý vị quán thử coi có phải là mặt trời xanh rờn mới có một rổ rau tươi không? Bây giờ em là người Cần Thơ, em nói theo kiểu Cần Thơ. Mặt trời xanh rờn một gỗ rau tươi.
Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi. Sở dĩ ngày nay mình có rau xanh là nhờ có mặt trời, có mây mưa, có mọi thứ. Cộng rau này mới có mặt. Thế thì vạn pháp nương nhau để làm nên cuộc sống. Một câu đó thôi khi mình lặt rau đã giúp cho mình tiến tu rất nhiều. Và không còn tự cao, tự đại, tự đắc để cuối cùng tự tử. Rồi mình tự mình cô lập mình thì mình tự tử thôi. Không ai chơi mình nữa. Thầy, mình đang lặt rau, mình thấy một bầy kiến đó, mình nghe. Rồi mình phải năn nỉ, mình tâm mô vậy đó. Năn nỉ gì nữa? Thấy là kiến, mà kiến là thấy thôi, khỏi năn nỉ. À, kiến là thấy, mà thấy kiến là kiến thấy rồi. Kiến nó cũng thấy cô, nó tới nó thử lòng cô, mà cô giết nó là cô thua nó. Nam mô Di Đà Phật. Các Bồ Tát kiến, các vị từ đâu đến thì hãy đi về đó. Tôi không muốn làm hại quý vị. Quý vị từ nơi đâu thì từ đâu tới thì hãy đi về đó. Vậy thôi. Quý vị hiểu được cái thâm ý Pháp Hòa nói vậy đó. Cho nên mình tụng kinh á, trong kinh nó có nhiều cái nghĩa sâu sắc và hay lắm. Cho nên mỗi lần tụng kinh mình phải tụng cái câu, không nói là phải tụng mà tụng để nhắc mình. Đừng có lầm tưởng những, đừng có hiểu lầm cái ý kinh rồi mình đi nói trật. Thí dụ nè, pháp Phật cao sâu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì. Cho nên mình phải làm gì? Xin nguyện đi vào biển tuệ. Để làm chi? Để tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ. Trăm ngàn muôn ước kiếp khó gặp lắm mà. Ngã kim ba việc nha: kiến, văn, đắc, thọ trì. Một câu đó nói mà nói lên ba cái ý của sự tu hành. Con nay thấy, nghe và thọ trì. Để làm gì? Để nguyện thấu được cái nghĩa chân thật của Như Lai. Tụng kinh như vậy thì nhất định tâm mình sẽ yên, trí mình sẽ sáng. Và tự khi trí mình sáng rồi thì sao? Tà mê bắt đầu nó dần nó tan hết. Tụng kinh mà lỡ cây nhang có công, quỳ lên liền: trời ơi Phật linh quá, trời đất ơi, Phật quẩn đâu mà cho nhang công. Mà cứ thắp cây nhang công nếu nói Phật linh. Phật tử mà nói như vậy, mà lỡ bây giờ 100 người thắp nhang không công cây nào hết, không lẽ Phật không linh? Rồi Phật không chứng cho 100 người đó. Cho nên mình đưa Phật lên thiệt cao, mà rốt cuộc mình lại là người làm kẹt cho Phật. Mình làm kẹt cho Phật là Phật đi làm mấy cái chuyện lặt vặt đó đó. Coi coi ai nhang công, tâm thành cho nhang công. Tâm thành thì nhang phải thẳng chứ, vì tâm ta thẳng sao không nghĩ ngược. Cho nên đừng có nghĩ mấy cái đó, đừng có nghĩ mấy cái đó. Mình mà Phật tử là mình phải có cái tuệ giác, phải có cái trí tuệ, mình sáng biết những cái giáo nghĩa, để đừng có bị những cái lặt vặt nó chi phối mình. Phát nguyện con bệnh quá nguyện cạo đầu, xong rồi con khỏe mạnh mình cũng chưa cạo. Cái mình lên mình nói: thầy, thầy, con hồi đó con nguyện vậy thầy nhá kéo cho con được không? Trời ơi, Pháp Hòa nói không có được quệt. Hồi con bệnh mình nguyện cạo đầu, mà tới hồi con hết xin nhá kéo là mình lượng gạt Phật. Nhưng mà đại chúng thấy là thường thường mình tu là mình trả giá với Phật dữ lắm. Tụng thời kinh đâu được chừng 30 phút thôi, mà mình nguyện cũng cỡ 30 phút đó. Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm đến trước Phật đài, trì tụng kinh chú xưng niệm hồng danh.
Xin Phật phù hộ cho gia đình con Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn Rớt, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Văn Thừa, Nguyễn Văn Dư. Rồi xong cái bà con quyến thuộc xa gần, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bốn mùa không còn chút tai ương, tám tiếp phước lớn như Đông Hải. Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước đoàn viên. Rồi xong cái người mình cái bắt đầu tới cầu siêu nha. Lại nguyện cầu siêu cứu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn mạnh giỏi. Tới phiên mình nha, tới phần con. Con đang đầu tư sắp sửa ký giấy. Phật có linh thiêng về hiện cho con biết, điềm lành hay điềm dữ sắp xảy ra, tuổi con tuổi dần, người kia tuổi tỵ, có kiêng cử gì không? Không có sao hết, quý vị cứ nguyện, không có sao. Nhưng mà Pháp Hòa kể đại chúng nghe là mình thấy là mình với Phật làm sao, phải không? Không có sao, Phật tử là mình, Phật là Phật của mình. Mình xin Phật cầu Phật là cái chuyện bình thường. Nhưng mà để rồi mình thấy tu thiện chút vậy nè, không? Mình trả giá với Phật nhiêu đây nè. Mà hễ mà mình nói, mà thường thường nói, mình nói Phật phù hộ cho con, sau khi chuyện này xong rồi con cúng, xong mới cúng. Để ý coi. Thật sự ra mấy cái đó kể cho vui, để rồi mình mới thấy là hàng ngày không, là mình cứ như vậy mình tu. Vậy bây giờ mình tu thêm chút được không? Chịu khó nghe Pháp để hiểu nghĩa sâu, rồi chấp nhận phải hiểu. Mình xin, mình nguyện, mình cầu lãng chuyện. Nhưng mà nhớ, mình muốn mà phước không có, muốn cũng không được. Pháp Hòa ví dụ, trời ơi tôi muốn ăn cái đó lắm chứ, ngon bổ lắm, nhưng mà cái bệnh của tôi, thân không khỏe thì không có ăn uống gì được. Cũng như thế, ai cũng muốn điều lành, điều tốt, nhưng phước không có thì lấy sao hưởng. Cho nên quý vị muốn có cái đó, đừng lo, tạo cái phước đi. Tạo phước bằng cách nào? Mình nghe lời Phật dạy, hàng ngày chuyển hóa tham sân, si, mạn nghi, ác kiến, tà kiến. Tà kiến một khối, làm sao chánh pháp có thể xen vô được? Thí dụ như nguyện ăn chay mà không ăn chay, cái bị bệnh nhức đầu có nói Phật quở. Đó, rồi mình cái gì mình cũng đổ thừa cho Phật quở, Phật hành đủ thứ chuyện hết. Thì cái đó là rốt cuộc rồi, cái niềm tin của mình bị lung lay, bị mình nói Phật cứ như vậy. Cho nên mình chánh pháp mà rõ ra rồi á, thì những cái tà mê đó nó lui. Cũng giống như cái phòng này, tối hù, tối ôm, một ngọn đèn bật lên thì thấy lờ mờ. Mà nếu hết tất cả ngọn đèn bật lên thì thấy sáng rực. Hễ mình giảm được cái mê nào thì cái sáng kia nó tỏ. Quý vị hiểu như vậy. Cho nên hôm nay, Pháp Hòa xin thưa đại chúng, mình là những Phật tử ham Phật Pháp lắm, nghe, thích nghe Phật Pháp, thì phải nghe bằng cách nào? Pháp thì ai cũng đã nghe rồi. Bây giờ cứ còn làm hai việc nữa, là phải suy nghĩ về những gì mình nghe, rồi ứng dụng những gì mình học. Từ đó trí tuệ mình sanh, tai nạn mình giảm. Bây giờ á, đố quý vị, tất cả chúng ta ngồi đây, mình có sân không? Có. Thầy vẫn sân như thường. Nhưng mà Phật dạy, người sân có ba dạng. Có người sân như là viết chữ trên cát, có người sân như viết chữ trên nước, có người sân như viết chữ trên đá. Vậy thì bây giờ mình muốn sân dạng nào? Giận thì ai cũng có, nhưng mà hãy học cách giận như viết chữ trên nước. Có nghĩa là tâm mình không để hiềm hận trong lòng,
Còn cái chuyện buồn giận thì đôi khi cũng phải có, bởi vì mình là con người. Mà nhiều khi mình muốn tu dữ lắm mà hoàn cảnh thì nó cứ tới tấp, nó làm cho mình lung lay khó tu. Có chứ sao không. Nhưng mà nhận ra có buồn chút thôi, buồn chút rồi thôi, mà người ta thấy thôi buồn 5 phút. Trời ơi, tôi nghe chị không tới tôi buồn 5 phút. Bây giờ mình nói với nhau cái câu chơi chơi vậy đó, buồn 5 phút rồi tại sao mình buồn tới 6 phút? Mà có nhiều khi mình buồn tới 6 năm hay là 60 năm. Cho nên có những người người ta giận, người ta nói xong rồi như chữ viết trên cát. Cái người chữ viết trên cát này là còn giấu á. Nhưng mà đỡ cái là khi nước nó đi qua thì cát nó mất, chữ nó mất. Mình á mà giận á mà được ai khuyên bảo đó thì cái giận mình nó giảm đi rồi, thì cũng giống như một làn nước nó đi qua nó hết. Nhưng mà có những người giận như viết trên đá không mòn, phải không? Đá mòn mà tình này có mòn đâu. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật là một bậc nhất thiết trí, không sai. Khi Pháp Hòa đọc kinh, càng đọc kinh của Phật, càng đọc lời Phật dạy, thì Pháp Hòa càng thương Phật và càng thấy rằng mình xưng tán Phật là bậc nhất thiết trí, không có sai. Phật biết tất cả và Phật dạy cho mình tất cả pháp để mình tu. Ở đời ai không giận, nhưng con hãy giận như người viết chữ trên nước, đừng giận như người viết chữ trên đá. Mà lỡ dở dở viết chữ trên cát, ai lợi khuyên mình hãy lắng nghe để hóa giải cái hiềm hận đó. Ở đời ai không có cặp mắt nhìn để phán xét, nhưng con hãy tập phán xét. Như thế nào? Lỡ con phán xét người đó nói năng lung tung, nhưng con cũng phán xét rằng tâm người đó tốt, thì con hãy để ý tới tâm tốt người đó để con đừng giận người đó. Và vì tâm tốt của người đó, con sẵn sàng quên đi cái nói lung tung của người đó. Người có trí phải nên như thế. Nếu người đó lời nói không tốt, hành động cũng không tốt, thì mà tâm tư còn một chút tốt, thì con hãy thương chút tâm tư tốt của người đó. Đừng có để ý tới cái lời nói và hành động của người đó để con hóa giải hiềm hận trong con. Nếu người đó hành động không tốt, lời nói không tốt, trong tâm cũng không còn một chút gì để tốt hết, con cũng cần phải thương người đó. Tại người đó là người đau khổ nhất. Họ đau khổ nhất là bởi vì lời nói họ cũng không có cái gì dễ thương, hành động họ cũng không có gì dễ thương, bởi vì trong tâm họ không có cái gì dễ thương. Họ không có lấy gì họ cho. Người như vậy nghèo lắm con ơi, thương họ. Người nói dễ thương, hành động dễ thương, tâm tư dễ thương mà con không thương người đó thì con là một người dại vô cùng. Người dễ thương như thế sao con không gần gũi để con học? Phật thật là bậc nhất thiết trí. Phật đến nhà người ta, Phật hỏi đạo hữu làm nghề gì? Nói dạ con làm nghề chăn trâu. Đạo hữu chăn trâu làm sao? Bạch Đức Thế Tôn chăn trâu có 11 kiểu, 11 cách để chăn trâu. Chẳng hạn như phải kiếm chỗ mát cho trâu nằm, phải kiếm nước cho trâu uống, phải có cỏ non cho trâu ăn, phải ung khói lên để muỗi đừng đốt trâu, vân vân, 11 cách. Phật xoay qua các thầy, Phật nói này các thầy, chăn trâu có 11 cách, chúng ta chăn tâm cũng có 11 kiểu. Các thầy phải thường ung khói đừng để muỗi đốt trâu, nghĩa là các thầy phải ung đung cái giới đức, đừng để con muỗi mồng nó chích mình, tâm tư của mình. Mình phải biết tìm chỗ mát cho trâu nằm, cũng giống như mình phải tìm cái chỗ an lành để tu tập. Cho nên Phật đi đến đâu, biết mọi hoàn cảnh thế nào thì Phật liền nói pháp đó.
Cho nên Phật nói đến đâu thì người ta tâm tư người ta khai mở tới đó. Từ đó mình mới hiểu thế nào là Phật Pháp không rời thế gian, Phật Pháp bất ly thế gian giác. Người muốn giác ngộ không thể nào rời thế gian này mà có giác ngộ được. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói chuyện ở trên chùa Văn Thù ở Riverside. Thì tại vì chùa Văn Thù cho nên Pháp Hòa phải nói chuyện của Ngài Văn Thù. Ngài Văn Đức Phật hỏi này Văn Thù sư lợi, người muốn cầu cảnh giới của Phật phải làm sao? Ngài Văn Thù sư lợi bạch bạch Đức Thế Tôn, người muốn cầu cảnh giới của chư Phật, người đó phải cầu nơi phiền não của chúng sanh. Ai muốn có cảnh giới Phật mà không có chúng sanh tập cho mình phiền não, làm gì mình có cảnh giới của Phật? Tại sao cái vị đó nói? Bởi vì vị đó tên là Văn Thù Sư Lợi. Mà tại sao lại là Văn Thù Sư Lợi? Bởi vì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Người có trí là người sẽ nhận biết chỗ nào bùn nhơ nhiều thì chỗ đó sẽ có sen. Sen không thể mọc nếu không có bùn. Người không thể an vui giải thoát nếu không có đau khổ. Hồi sáng Pháp Hòa quy y cho cô có pháp danh là Hiền Mai. Thì Pháp Hòa mới đọc hai câu thơ của Thiền Sư Hoàng Bá: nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Quý vị thấy hoa mai mọc lúc nào? Lúc đông. Cây trúc xanh tươi ở mùa đông. Cây thông cũng xanh tươi ở mùa đông. Cho nên dù mùa đông có giá rét, nhưng thông mai trúc vẫn ung dung tự tại giữa giá đông. Cho nên tiếng Hán người ta gọi cây trúc, cây mai, cây thông là giá hàng tam hữu, ba người bạn mùa đông. Thế thì chúng ta cũng như vậy. Mình tu thuận cảnh nhiều quá chưa chắc tốt. Bởi vì thuận quá nhiều khi mình quên tu. Như có đôi lúc nghịch nghịch một chút để mình tu cho giỏi. Pháp Hòa ví dụ quý vị ở Cali nè, quý vị lái xe mà cán len thì ở giữa len nó có mấy cái cục gì đó, cục nhựa nhựa đó, để nó gì, để khi mà mình cán qua cái len nó rung rung cái xe, cái mình lách cái xe trở lại lái cho ngay. Cũng như thế, người tu của mình cũng như thế, lỡ mà nó lệch qua cái có chút xíu gì chướng ngại đó, tự nhiên mình phải lệch mình trở vô lại để mình đi đúng cho nó đúng đường. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một đôi điều trong Phật Pháp. Không có đề tài gì hết. Nhưng mà mình cứ lượm lặt trong những bản kinh mình tụng. Và quý vị cứ nhớ nè, chư tổ đã sắp xếp cho mình một thời kinh, quá sung sướng rồi. Bây giờ cứ theo đó mà tụng. Nếu tụng không hiểu tụng làm chi, không tụng chừng nào hiểu. Mình cứ nói vậy hoài thì làm sao mình hiểu? Cũng giống như người ta nói, tôi không có tu được đâu, tại vì tôi còn nóng tánh lắm. Để khi nào tôi nguội rồi tôi tu. Không tu chừng nào nguội. Nói tôi tâm chưa tịnh được, để khi nào tâm tịnh rồi tôi tu. Không tu chừng nào tịnh. Cho nên mình biết mình còn nhiều cái dở thì phải hạ thủ công phu. Nhờ công phu thì cái kia nó mới có mặt. Chứ còn cứ nói thôi không công phu mà cứ cong lưng hoài thì thì làm sao được. Để chúng thấy vậy. Cho nên đó, khi mình tụng kinh, đang trong khi tụng có cái sự vọng nó đến, đừng có lo, trở lại tiếp tục. Đang niệm Phật cái khác nó xen vô, dù cái đó rất tốt. Thí dụ mình nói đang niệm Nam Mô Di Phật, để lát niệm Phật xong nhớ gọi thăm thầy, đâu có tội lỗi, nhưng mà nó không đúng cái bài bản mình niệm Phật. Dù cái đó không ác, nhưng nó vẫn là vọng. Nó không đúng với cái mình đang làm là niệm Phật. Cứ như thế mà làm. Giống như quý vị thấy con nít không? Cháu của mình đó. Mình kêu nó ngồi, mình mới xây lưng cho nó đứng. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn, lúc nào mình cũng phải quan tâm, để ý nó, cho đến khi nào nó lớn, nó tự nó chăm sóc nó được thì mình mới thả lỏng nó thôi. Tu hành cũng thế.
tâm của mình đó, mới tu, mới tập tu, nó giống như đứa con nít vậy đó. Hay nói cách khác đó, là nó giống như con khỉ. Như trong kinh Phật nói đó, giống như con khỉ, giống như con vượn, nó cứ sang cành này, nó sang cành kia. Nhưng không vì vậy mà chúng ta không chăn nó. Đó, nó bản chất nó là khỉ mà biết nó ngồi sao được. Nhưng mà mình luyện sao mai mốt nó ngồi thiền được, đó là mình giỏi. Quý vị thấy ha. Cho nên tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Thầy tu không thể thiếu chiếc áo, nhưng nhờ chiếc áo mà giữ được thầy tu. Trên hình thức chiếc áo chỉ là bình thường, nhưng ở cái tâm tư nó có công năng giữ người tu nghiêm túc trở lại. Thí dụ như mình chưa mặc cái áo dài thì mình nhảy nhót, mình đi đứng nó không có gọi là chậm chạp, mà mặc cái áo dài vô rồi cái tự nhiên phải làm sao đi nhẹ nhàng trở lại đó. Cho nên cái áo đó, đó nó cũng có cái công năng nó giúp cho mình. Thôi thì mình gặp nhau không có nói gì khác hơn ngoài chuyện Phật pháp, phải không? Pháp là phương pháp, Phật là sáng giác. Mỗi phương pháp đều làm cho mình sáng lại. Cho nên mình á, phải ôn cố tri tân, nghe cái cũ để sáng cái mới. Thôi chúc đại chúng lúc nào cũng an vui. Và dù cuộc đời nguy khó, rồi sao nữa? Dù cuộc đời nguy khó, nhưng mà chí nguyện chúng con vẫn tôn thờ. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, chí nguyện chúng con vẫn tôn thờ. Quý vị nhớ câu đó không? Cái câu mình phát nguyện phải không? Con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan về đến lạc thành, đặng tự giác, giác tha viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Em cũng biết thân lắm. Em mà tự giác đỡ hơn bị phát giác. Giờ xin mời đại chúng mà chúng ta chắp lạ tay lại và chúng ta cùng ca. Nguyện đem hay không? À. Bây giờ quý vị xả chân chút đi nha, xả chân cho khỏe. Giờ trước khi hát hò gì đó, có ai muốn phát biểu ý kiến ý cò gì không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, Phật tử hiền như tỉnh thất, có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ. Xin tác bạch Phật tử đạo tràng hiền như tỉnh thất, đầy đủ phước duyên được nghe những lời pháp nhũ quý báu của thầy. Thầy đã chỉ dẫn chúng con phải biết niệm pháp, giúp Phật tử chúng con tinh tấn tu học. Chúng con xin y giáo phụng hành, để giúp hàng Phật tử sơ cơ chúng con trong việc tu học. Chúng con xin cung thỉnh thầy, dù Phật sự đa đoan, cũng sắp xếp dành cho đạo tràng hiền như tỉnh thất nhỏ bé ít nhất một ngày tu học trong năm tới. Chúng con xin đảnh lễ thầy Tam Bảo.
cho em xin. Quý vị thấy mục đích rõ ràng không? Ớn lắm. Rồi mình cũng giống mình nha. Lên tâu rỗi Phật là đấng Pháp Vương vô thượng, xin Ngài thương phù hộ chúng con. À, thưa đại chúng, thì một năm chúng ta chỉ có 52 cái cuối tuần. Mà chỗ nào Pháp Hòa đến rồi cũng nói xin Thầy cho chúng con mỗi năm một lần. Chúng con không xin nhiều đâu. Mà chỗ nào cũng xin hết, em còn đâu cho. Hồi sáng ăn phở, cái cô Phật tử cũng mới nói Thầy vắt chanh vô trong tô phở. Và nói dạ, chanh bị vắt từ lâu. Thưa đại chúng, thì Pháp Hòa biết là tấm lòng của quý vị đối với Pháp Hòa nhiều lắm, nhưng mà quý vị cũng thông cảm là việc của Pháp Hòa rất là nhiều và sức khỏe thì cũng không có bao nhiêu. Quý vị thấy vậy chứ là ở đây nó có cái Photoshop hay lắm, thấy đẹp đẹp vậy chứ thiệt sự nó không có vậy. Thành thử ra thôi thì Pháp Hòa tùy theo sức khỏe, hãy có duyên thì Pháp Hòa sẽ đến đây. À, hôm qua ở chùa Văn Thù, thầy trụ trì cũng nói tôi không xin thầy nhiều đâu, năm thầy cho tôi ngày đủ rồi. Thành thử chỗ nào cũng xin ngày hết đó. Thì hôm nay Pháp Hòa rất là vui được trở về thăm tịnh thất một lần nữa. Và lúc nào cũng thấy sự ấm áp giữa cái đạo tình với nhau. Mặc dù ngoài trời rất nóng, mà chúng ta chỉ nóng bức ở cái thời tiết, nhưng mà trong tâm tư của mỗi người chúng ta đang rất là mát, đang rất là dễ chịu. Và hồi nãy có một cô Phật tử ngồi đây, cô đặt một câu hỏi là làm sao để được vãng sanh. Quý vị muốn không? Muốn vãng sanh không? Thì có một vị Nico đến gặp Thiền sư Triệu Châu, mới hỏi Bạch Hòa Thượng làm sao để con giải thoát. Hòa Thượng nói cô đừng có sanh con. Sư cô đỏ mặt và giận Hòa Thượng. Nếu con là một ni cô, Hòa Thượng nói như vậy, không lẽ Hòa Thượng nói con phạm giới phá trai để sanh con. Nhưng mà cô không hiểu được thâm ý của Hòa Thượng. Con này là gì? Là phiền não của mình. Người muốn vãng sanh, muốn giải thoát, mà mỗi ngày sanh hàng chục đứa con phiền não thì làm sao giải thoát được? Quý vị có tin là mình đều có con đó hết không? À, vậy thì Hòa Thượng nói rất đơn giản, đừng sanh con. Thấy không? Thì mỗi người chúng ta ai cũng đang mang một cái bầu. Cái bầu này là cái bầu của phiền não, mà chúng ta sanh nó mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống. Thật sự ra, nó liên hệ một câu chuyện. Có một vị đến hỏi, ở sáng qua kể rồi, xin Thầy dạy cho con làm sao để con giải thoát an vui. Xin lỗi đạo hữu, tôi mắc tiểu quá, tôi cần phải đi tiểu. Câu trả lời vậy thôi. Nhưng mà thấy người đệ tử còn hơi ngơ ngác, người thầy vẫn từ bi chút xíu nữa, xây lại. Có phải chuyện đi tiểu là chuyện của mình không đạo hữu ha? Ông đạo hữu liền tỉnh ngộ liền. Sự bức bách trong cơ thể, chúng ta cần phải tự mình đi mới có thể nhẹ nhàng thân thể được. Sự an lạc của mình không ai ban bố cho mình, mà chính mình phải tháo giải. Quý hiểu được điều đó. Ai cũng có lúc cần đi tiểu, mà nếu mình không có chỗ để đi thì bức bách khó chịu. Một khi ra được thì thân thể mình khinh an. Cũng như thế, sở dĩ chúng ta không có an vui, không giải thoát là bởi vì chúng ta chất chứa quá nhiều. Khi chúng ta xả bỏ được thì tự động chúng ta sẽ giải thoát. Thưa đại chúng, vãng sanh là gì? Sanh là sống.
vãng, tức là mình qua khỏi một cái hoàn cảnh đó đi. Thí dụ như mình ở cõi ta bà này khổ quá, cho nên mình muốn vãng sanh cực lạc. Có nghĩa là mình muốn sống, muốn vãng cái chỗ này, bỏ cái chỗ này đi, để mình đi về cực lạc, mình sống ở đó. Đó là cái ý nguyện tốt. Nhưng cái đó là cái quả. Cái nhân mà chúng ta cần tạo ở đây là mỗi ngày phải vãng sanh phiền não. Tại vì cái điều kiện ở cõi cực lạc đó là người tới đó không có phiền não. Cũng giống như mình được giấy bảo lãnh đi Mỹ mà đi khám sức khỏe, phổi mình bị có vấn đề là không thể đi được. Trừ khi nào mình trị hết cái phổi nám thì mình mới đủ điều kiện để đi được. Mặc dù hộ chiếu mình đã có, visa mọi thứ mình có hết, một điều kiện còn lại thôi đó là phổi mình, sức khỏe mình không có. Như thế thì chúng ta thấy duyên phải hội đủ thì mới được. Cho nên á, mời ban hộ niệm tới 8 tiếng để mà niệm Phật cho mình đó mới có một à. Tự tâm mình không tạo thì làm sao người ta niệm nó dung thông. Cho nên mình phải tự hàng ngày niệm Phật. Rồi khi đó mình nằm đó, mình ngáp ngáp, mình trợn trắng rồi đó, người ta tới người ta niệm, mình mới vô được. Bây giờ ở đây quý vị có thuộc cái bài Đời Tôi Cô Đơn không? Cho nên Pháp Hòa vừa nói Đời Tôi Cô Đơn, cái quý vị hòa theo, nên đi đâu cũng cô đơn, hay là nên yêu ai cũng cô đơn. Mà nếu quý vị không thuộc câu đó, Pháp Hòa có nói gì quý vị cũng bình thường, có phải không? Tụng kinh cũng thế, quý vị thuộc kinh Pháp Hòa bắt lên quý vị mới vô được. Thì mình bây giờ tôi không biết gì hết mà tới lúc đó ta niệm hữu xa lợi phó cường lại quốc độ gì đó, cái mình nói lại gì vậy? Mình hằng ngày mình phải tụng cái đó, mình thuân cái đó thì lúc đó người ta tụng nó mới vô được. Cho nên cái chuyện ban hộ niệm ta tới là người ta trợ duyên, mình phải là chánh nhân thì mới vãng sanh được. Nhưng mà giờ hiểu lầm hết, tu hành không chịu tu, niệm Phật không chịu niệm, mà cứ đợi đi kiếm người niệm 8 tiếng. Biết mình đủ phước để có được cái ban hộ niệm lúc mình sắp mất không? Biết mình đủ duyên để mà nghe không? Cho nên cái đó là nếu có duyên có phước tự nó tới, đừng có trong cái đó. Cái đó là trợ duyên, còn chính mình phải là chánh nhân để mình làm cho mình được vãng sanh. Bây giờ vãng sanh theo Hòa Thượng Triệu Châu dạy đi, hễ con nào mà nó sắp lòi ra đừng sanh con. Sanh con ra rồi mẹ nuôi cực lắm con. Cho nên nó trong Kinh Kim Cang thấy không, phải độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mới được. Chúng sanh đó là ai? Đó là cái phiền não hàng ngày của mình đó. Cho nên vãng sanh là một ý niệm tốt, một hướng tốt. Vãng tức là mình muốn bỏ cái cõi này để mình ở một cõi khác sống tốt hơn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nhiều khi ở ngoài đời mình khổ quá, cái mình nói mình muốn đi tu. Mình ý nghĩ của mình là vô chùa tu để mình sống yên ổn, tức là mình muốn vãng ở ngoài kia đi, cực quá, vô chỗ này sống, gọi là vãng sanh đây nè. Cho nên vãng ở ngoài nhà kia, vãng sanh trong nhà này, nhưng mà sân si mình chưa chừa được thì vô trong này vẫn là sân si. Quý vị thấy điều con muốn nói không? Cho nên á, vãng sanh được. Bây giờ vãng sanh bằng cách nào? Niệm Phật thì phải cứ niệm. Rồi cái chuyện niệm Phật là ở đây quý thầy giảng nhiều lắm rồi, Pháp Hòa không nói nữa. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc cho đại chúng biết cái then chốt để vãng sanh là làm sao đừng sanh con. Là một cái thứ hai là gì? Mình phải đi tiểu. Có nghĩa là mình phải là tự là người tháo gỡ cái bức bách đó. Rồi thôi thì cuối cùng Pháp Hòa kể một câu chuyện nữa, nhiều chuyện lắm. Có một vị thầy, ông lấy cái dây xích, ông khóa cái chốt cửa lại, lóc cái cửa xong, giục cái chìa khóa đi, ông đứng trong này, ông nói, cứu tôi, ai cứu tôi với.
Một đám đệ tử chạy ra nhốn nháo đi tìm chìa khóa mở cửa cho ông thầy. Duy có một chú đệ tử lượm được cái chìa khóa, thay vì chú tới chú mở, chú đưa cho thầy, chú nói nè thầy tự mở đi ra. Ông thầy cười khoái chí. Quý vị hiểu không? Thầy là người tự khóa cửa, thì đây chìa khóa đây, thầy hãy tự mở cửa đi ra, đừng đợi ai mở cửa cho thầy hết. Thầy với trò tâm đắc. Cho nên quý vị biết không, truyền tâm ấn là truyền sao? Đó là tâm ấn giữa thầy với trò đó. Còn chứ không phải như bây giờ mà trùm cái mền lên, ngồi lắc 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 vỗ cái bóp rồi thầy truyền rồi đó. Cái đó là không phải truyền tâm ấn, phải không? Mà truyền tâm ký, hay là truyền tâm cú. Giữa thầy và trò có một cái tâm dung thông. Cho nên một hôm ông thầy tự nhiên la giữa chợ, giữa trong chùa, nửa đêm đang ngủ gì ông la lên: bắt ăn trộm, bắt ăn trộm, bắt ăn trộm. Đệ tử các phòng chạy rớt: ăn trộm đâu, ăn trộm đâu. Ông thầy thộp đại một chú đệ tử: đây, bắt được ngươi rồi, bắt được ngươi rồi. Dạ dạ, không phải con, không phải con. Ông thầy nói: tại sao ngươi không dám nhận? Thầy, cái người đệ tử hiểu ra liền: ngươi có Phật tánh, sao ngươi không dám nhận? Quý vị hiểu được điều đó không? Cho nên vãng sanh là vãng như vậy. Tự mình mở khóa thì tự mình mở, mà mở được là giải thoát, phải không? Chuyện đi tiểu là chuyện của mình. Hãy đi tiểu đi quý vị ơi, hết giờ rồi. Kính thưa đại chúng, hồi trưa này ngồi ăn cơm thì sư cô trụ trì có nói là thầy chịu khó tối nay giảng đi, bao nhiêu hát hò để con thế. Để không làm mất thì giờ của đại chúng, Pháp Hòa xin quý vị cho vài phút nữa thôi. Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài để quý vị về cho khỏe nha. Không trả món nợ này có bộ khó ra cửa. Lòng mẹ nha. Thôi bà ngoại ha. Thôi bà ngoại đi. Rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau. Chính chiều quê của bà tôi nằm xa chân trời, mờ mịt mây, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại dần lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cao sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già, có bóng ngoài tôi đầu bạc lưng khom đang lụm cùng trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu, bóng hình xưa còn in trong tâm nào, cho đến trọn đời tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu,
không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bể dâu, giường cao hết trái, giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại dần âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Như là phần chương trình Cali by Night đến đây. Thôi bây giờ mời đại chúng chúng ta hát cái bài này nè. Quý vị có nhớ cái bài Kìa con bướm vàng không? Bây giờ mình hát cái bài là Giận nhau để chi, giận chi chống già. Cười lên đi, niềm sân si trong phút giây tan biến rồi. Bây giờ quý vị nghe trước nha. Giận nhau để chi, giận chi chống già. Cười lên đi, niềm sân si trong phút giây tan biến rồi. Tâm giờ đây đã lắng rồi. Ôi nhà thân, ôi nhà thân. Được không? Giận nhau để chi, giận chi chống già. Cười lên đi, niềm sân si trong phút giây tan biến rồi. Tâm giờ đây đã lắng rồi, lòng an vui gì đó đại khái. Giận nhau để chi, giận nhau chống già. Cười lên đi, niềm sân si trong phút giây tan biến rồi. Tâm dưới đây đã lắng rồi. Giận nhau để chi, giận nhau chống già. Cười lên đi, niềm sân si trong phút giây tan biến rồi. Tâm dưới đây đã lắng rồi. Ôi nhà thân, được không? Hỡi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày. Và luôn chánh kiến, chánh tư duy. Dừng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự